hàng trăm người đã đến nhà văn hóa huyện Chợ Lách để xem Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử lưu động bị cáo Nguyễn Phú Đức, 32 tuổi. Phiên xét xử còn được truyền trực tiếp trên sóng đài truyền thanh huyện Chợ Lách. Theo cáo trạng, Đức học đến lớp 6 thì nghỉ, tụ tập chơi bời lêu lỏng. Sau đó, Đức sử dụng ma túy và bị địa phương nhiều lần phạt hành chính, đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đầu năm 2016, sau khi cai nghiện, Đức chuyển sang chơi ma túy đá và yêu Nguyễn Thị Mỹ Tú, 28 tuổi. Cha mẹ của Tú và cha của Đức đều không đồng ý mối quan hệ này. Tuy nhiên, Đức luôn suy nghĩ rằng cha mẹ của Tú là ma quỷ, đã dùng bùa chú để ngăn cản chuyện tình cảm của mình, nên nảy sinh ý định giết hai người này. Ngày 1 tháng 8 năm 2016, Đức mang theo dao đến nhà cha mẹ của Tú. Ngay khi xông vào nhà, Đức dùng dao chém nhiều nhát vào cổ, đầu, làm bà Nguyễn Thị Vậy, mẹ của Tú, chết tại chỗ. Đức cầm dao tiếp tục truy giết cha của Tú. Phát hiện nguy hiểm, người đàn ông này trốn sang nhà người hàng xóm là ông Lê Văn Trừ, 81 tuổi. Đức xông vào nhà ông Trừ rồi chém chết ông Trừ ngay tại chỗ. Ngoài ra, Đức còn chém chết một con chó và phá hủy nhiều tài sản khác. Gây án xong, Đức bỏ trốn nhưng bị người dân vây bắt giao cho công an địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bến Tre giám định và kết luận rằng trước, trong và sau khi gây án, Đức bị bệnh rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại chất ma túy dẫn đến hoang tưởng. Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Phú Đức mức án tử hình. Tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình các nạn nhân hơn 212 triệu đồng, gồm chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.